Hello, em là xin chào các bác nhé. Ở showroom thì các bác để ý thấy là tất cả gần như là xe quay đầu vào, hai con kia thì quay đầu ra em cũng bán rồi, nhưng mà quay đầu vào đa số là em bán rồi. Đấy, con này thì chuẩn bị giao xe cho khách rồi. Đấy, thì hôm nay em sẽ đưa các bác đi vào một cái chỗ mà bọn em hay dọn xe. Hay nói khác, như cái video trước em có chia sẻ với các bác, đấy chính là đưa vào một chỗ trại phục hồi nhân phẩm đấy. Đấy, tuy nhiên thì đây không phải phục hồi mà trại làm đẹp trước khi cho đi cả chồng. Đấy, thì cả showroom thì bây giờ gần như là không còn xe nhiều nữa, em chỉ còn mỗi hai con ế này. Đấy, Toyota Wigo đời 2018 số tự động, biển Hà Nội. Đấy, 318 triệu. Và một con nữa là con Kona đời 2019, chạy 5 vạn mua chính chủ, và hiện tại em đang bán với giá là 570 triệu. Còn bây giờ mời các bác, em sẽ đưa các bác vào trong đấy để còn những con còn lại em sẽ quay cho các bác thực tế quá trình người ta làm những gì, người ta nâng cấp những gì, hay là người ta sửa chữa những gì, hay là giá cả bao tiền, đúng không? Rồi, ok. Bây giờ em sẽ thôi, em sẽ lại phải đi bằng con vợ hai này của em rồi. Các bác thấy đẹp không? Quay chậm chậm một ba một tí là thấy con vợ hai của em nó cũng khá là đẹp như nhiều. Đấy, đầu đít của nó cũng rất là đẹp. Ở đây có chữ Việt Bắc Ca. Thì em hôm vừa rồi em bóc đi rồi. Thằng em cậu nó chuẩn bị lấy vợ cho nên là không thể để chữ Việt Bắc Ca ở đây được. Đấy, em sẽ lấy cái con xe này để làm gì ạ? Để đi rước vợ về cho nó. Nó bảo là anh làm lái xe cho em để đón dâu. Đấy. Đây, X7 đây, lên cái nó có lời chào này. Đề nổ này. Đấy. Đề nổ một phát là ngon lành cành đào luôn. Đấy, ghế tự lên. Đấy. Sắp tới em sẽ làm cái sản phẩm này các bác nhá. Sản phẩm này này em thấy rất là hay các bác này. Đây, em sẽ làm tất cả những cái linh phụ kiện gì mà thực sự hữu ích trên ô tô. Đấy. Trên xe của em thì em để hai cái sản phẩm rất là hữu ích các bác. Đây, ví dụ như này. Hai sản phẩm phải nói là quá là hữu ích luôn. Để tiện đây em xin phép quảng cáo tí, nhưng sắp tới em sẽ làm thôi, bây giờ em chưa làm. Thứ nhất là có cái này. Cái này nó có hai cái đầu sạc. Hai đầu sạc này là hai đầu sạc của iPhone. Đấy. Đấy, một đầu sạc Type C sạc cho những dòng điện thoại thông dụng, và hai cổng sạc 2.4A rất là nhanh. Đấy. Ngoài ra thì cái chỗ này là cái chỗ để điện thoại. Các bác nếu muốn thì làm một chỗ để điện thoại. Nhưng để điện thoại, để đồ ở đây, để chìa khóa các thứ ở đây, vì cái xe của em gần như có chỗ để đâu. Đấy. Thế cho nên là còn một cái nữa ở đây các bác nhìn này. Còn một cái nữa là em để dưới này, đó chính là một cái cốc sạc. Khi mà em thả vào như này cái thì vừa là cái chỗ để sạc điện thoại nhưng vừa là sạc pin các bác này, vừa là sạc pin. Đấy, các bác thấy không? Em để này, để nó rất chắc chắn luôn, không vướng cái gì cả. Đấy, chỉ cái chai nước thì phải để bên cạnh này thôi. Đấy, thế nhưng mà đấy, đây sạc pin này các bác nhá. Các bác để ý đấy nhá, để em tắt đi này. À, nó sạc pin này. Đây em lật lên em quay cho các bác luôn. Đây. Đấy, đây. Đây em bỏ ra nhá. Đấy, em thả xuống này. Nó tự động nó sạc pin. Đó, rất là hay luôn mà lại rất chắc chắn. Cái này nó lại để được tất cả những chỗ để cốc của các dòng xe thông dụng các bạn. Rồi ok. Sắp tới em sẽ làm những cái sản phẩm mà cực kỳ tiện ích trên ô tô dành cho những cái bác nào mà sử dụng ô tô. Ố. Quên. Chưa hạ cánh tay cứ mày nói chuyện các bạn ạ. Rồi. Rồi ok nhá, mời các bác đi cùng em một chuyến đến trại phục hồi nhân phẩm các loại xe để trước khi đến với nhà chồng. Cũng cách đây mấy cây số đấy các bạn. Đang đến cái chỗ khu Hoàng Gia các bạn ạ. Đấy. Ờ, cái gì nhở? Em liên hệ với nó đi, xong chuyển cho nó 10 triệu để đấy hôm thứ tư lấy xe. Vâng vâng, em hỏi chỗ này. Ừ. Trước của anh giá 3 euro, một cái tiền hơn 4 triệu với tiền giấy tờ đấy, có tính thôi em chưa, em có gửi lên đó đấy. Tiền 4 triệu với tiền giấy tờ thì không tính cho khách, tiền đấy tiền mình rút hồ sơ mình phải chịu mà. Vâng, nhưng mà ý là tính với anh Nguyên chưa anh? Tính thì tính có 3 triệu thôi, nhưng mà thôi, chả cần tính cái đấy. thế thì, nhưng mà cái đấy thì cũng là người bác anh tán à? Thì chả phải thế, đây đằng nào chả phải trả đấy. Ok. Ờ. Đang lấy con i30 các bác ạ, đường hoa tiêu. Nó giới thiệu cho thì nó bảo là con i30 này thì nếu mà hoa tiêu xuống mua, nhưng mà thực sự thì không còn thời gian để mà xuống mua nữa. Thế là bảo là thằng em cậu bảo đấy, mày có đầu tư thì mày chuyển tiền cho nó 10 triệu ấy, xong giờ thứ tư mày lấy. Thì hôm nay chủ nhật rồi, thì hoa tiêu ấy mình chuyển tiền cho nó một cái là nó sẽ lấy xe về. Đấy, đúng tình trạng xe một cái là nó sẽ lấy xe về, nó để đấy. Xong giờ là mình sẽ mua lại cho nó cái giá cộng thêm ví dụ như là 3 triệu, 5 triệu gì đấy. Kiểu như vậy. Đấy. Thì em đang từ chỗ em nó di chuyển vào cái xưởng làm cái đấy. Thì nó em dự kiến là nó tầm khoảng 4 cây các bạn. Tầm 4 cây. Đấy. Thì đây ở chỗ là chỗ rất nhiều tòa chung cư nhiều nhất của Thái Nguyên này. Đấy. Và đây chính là đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên này.
Đấy, các bác đi qua cái gầm cầu vượt này, sau đó là rẽ phải lên một cái là sẽ đi bắn về Hà Nội này. Đấy, Sóc Sơn, Hà Nội rồi Bắc Ninh, Bắc Giang cái thứ này, cao tốc ngay trên đầu luôn. Đấy. Ở đây thì các tòa chung cư này thì đang trong quá trình hoàn thiện các bác ạ. À, rất nhiều luôn. Ở Thái Nguyên rất nhiều đất mà tại sao lại mọi người cứ thích ở chung cư, nhưng mà đấy thôi, quan điểm của mỗi người các bác ạ. Và rất nhiều những bác gọi điện cho em nhưng mà xe thì đang dọn ở trong này, và em đã chỉ rất nhiều khách hàng là cách đi vào cái chỗ dọn xe này. Đấy, thì các bác đi từ thành phố vào nhá. Các bác sẽ để ý thấy bên phải này, nó có bệnh viện A. Đấy, Sở Y tế Thái Nguyên và bệnh viện A. Thì khi mà đến cái bệnh viện A này, các bác chỉ việc đi qua cái bệnh viện A này hay sang cái ngõ thứ hai thì là các bác rẽ phải vào thì tầm khoảng 100m nữa là đến nơi. Đấy. Thì ở đây các bác thấy rằng đây này, ngõ thứ nhất này. Đấy. Đây là cái đoạn này để em hướng dẫn cho những bác nào đấy mà em không có thời gian đưa các bác vào, thì bác có thể là đi theo cái lối này để có thể vào đến cái chỗ mà bọn em đang làm xe trong này, bởi vì rất nhiều khách hàng muốn xem những cái xe mà bọn em đang dọn, đang dẹp. Đây, ngõ thứ hai đây. Đấy, ngõ thứ hai này các bác rẽ phải vào. Đây, rẽ phải vào đây. Rẽ phải vào đây khoảng tầm 100m thì ngay bên tay trái kia, hay nói cách khác là kịch đường kia. Đấy, thì ở ngay bên tay trái luôn. Đó. Đây. Xong em sẽ dừng xuống em xem là có bọn em ở đây là có những con gì, thì em sẽ quay cho các bác nhé. Ở đây hình như là em không nhớ, là hình như hôm qua em mậu em báo là hình như còn có năm con hay sao, 5 con liền hay sao, chắc thế đó. Đấy, xe của em Mịch cũng đang ở đây luôn này, để tuốt lại một tí để chuẩn bị cho em ấy lên đường này. Đấy. Rồi xuống xe cái. Con này đánh bóng lại không? Bóng lại xe mực béo à? Đấy, làm tuốt lại cái cho nó mới, nó ngon lành. Đây, thì cho sơn lại mấy cái chỗ này đây. Đây, hôm trước cái chỗ này nó bị xước, vợ em Mịch đi xước tí là sơn lại chỗ này. Đấy, con xe này con Zoti Z8 của em Mịch nhá. Giá dự kiến là em đang muốn bán với cái giá tầm đâu đó khoảng 460 triệu nhá. Rất đẹp đây. Bác nào mà trải nghiệm xe Trung Quốc thì có thể là mua con này trải nghiệm nhé. À, tất cả máy móc thứ là zin nhé. Đấy. Ở đây là em có một con Kia Karen. Con Kia Karen này sao? Hôm đấy lấy về. Ủa? Con Karen của em đây à anh ơi? Bác chưa làm gì à? Con Karen của em chưa làm gì à? Đặng ngoài trường 1 vào mà. À, đánh trường 1 rồi làm gầm vệ ngoài đấy à? Bây giờ mới sơn à? Đấy, Kia Karen 2.0 đời 2009. Đây các bác chạy nhiều hay không, riêng dòng Karen các bác nhìn cái chỗ này này, nó thâm đen này là chạy rất nhiều này. Đấy. Đây nhá. Ở đây em sang bên kia em quay các bác này. Bây giờ là sẽ phải là làm sơn tỉa những cái này. Đấy, đây, những chỗ này là để sơn này. Đấy, những chỗ nào sơn này phải là sơn làm lại hết. Đèn này. Đấy. Cũng không xước sát nhiều lắm. Đây. 2.0 nhé, sau dọn dẹp sẽ sạch đi. Vô lăng của nó còn rất đẹp luôn, phải nói là so với đời nhé, 2009 nhé. Đấy, chìa khóa đang cắm hay sao, đang kêu. Đấy, đã lên màn hình Android Bisonic này, cam hành trình này đắt lắm này, hơn 4 triệu các bác này. Đấy, cam hành trình này. Cửa sổ nóc này, trần cái thứ còn rất đẹp này. Đã bọc ghế này này, nhưng mà có không đến nỗi xấu lắm. Đây, cái ghế này, ghế da của nó cho nên là không xấu lắm. Đấy, chân phanh kìa, chân phanh như kia thì tầm khoảng 12-15 vạn rồi. Đấy, đời 2009 rồi. Xem phía đằng sau. Đây, tháo hết cả đằng sau ra để dọn dẹp với các thứ này. Đấy, các bác thấy không? Thì khi mà cái xe mua về, trước khi mua thì nó sẽ bẩn thỉu như thế này. Đấy, thế nhưng mà sau khi spa lên các thứ là nó sẽ đẹp hơn và ngon lành hơn. Và giá con này giá dự kiến đâu đó tầm khoảng đời 2009 nhé, tầm khoảng 270-275 triệu tùy tình trạng. Đấy, em phải luôn luôn nói như vậy. Lốp cái thứ của nó thì còn khá là cao. Còn cái gì nhỉ? Đấy. Thì hiện tại ở đây này, em sang cái xưởng sơn bên kia xem nào. Bên kia. Bên kia bọn em còn con gì anh nhỉ? Còn cả đồng bên á. Hả? Còn 6 chiếc mấy lần. Còn 6 chiếc à? Ra ngó cái. Không nhớ thật. Không nhớ để đây bao nhiêu xe thật. Đấy thì bên bác chủ xưởng, và không phải bác chủ mà anh làm xưởng mà còn 6 chiếc nữa. Đấy. Thì đây trước mặt đây là một con Honda Civic này. Ôi giời. Còn nhiều thứ lắm, hơi ồn các bác thông cảm nhá. Em sẽ nói sát hơn một chút.
hơi ồn đấy, vì xưởng mà. Đấy, đây, mấy con Civic này thì không phải là sâu đâu, chỉ gọi là chỉ bả lại thôi. Đấy, xong giờ là sơn lại thôi. Đấy, các bác nhá, đây là nguyên một tí chỗ này thôi, nhưng mà phải sơn cả cái phần hông trên này luôn này. Đấy, con này là con Honda Civic số sàn. Đấy, đây, đời 2008, giá dự kiến tầm 240. Đấy, các bác thấy không? Bóc hết cả ra để làm này. Đấy, đây, đấy, các bác thấy không? Dọn dẹp đây gọi là quy trình dọn xe. Lột ra như này đã thấy được rằng là nó ok như thế nào đúng không? Không bị mối mọt cái gì hết. Đây là trần cái thứ thì rất đẹp luôn. Civic 1.8 số sàn tầm 240. Con Vios, ôi ồn lắm. Ồn, rất ồn. Đấy, đây là con Vios đây đang làm đây. Trước một tí là cũng sẽ phải làm luôn này. Đấy, con Civic này, con Fadin này. Con Fadin này làm để đây, hôm trước nó bị xước một tí đây này, chỉ làm lại cái này thôi. Con Fadin này là chuẩn bị giao cho khách. Đấy, cái ba bô lê này nữa, ba bô lê này dưới này cũng xước một tí nữa này. Đấy, lại đánh đi để sơn lại này. Đấy, nó gần như là con này cũng không phải làm gì cả. Đấy, còn con Kia biển 99 này nữa, con này thì cũng bán cho khách rồi các bác nhá. Bán cho khách rồi thì bây giờ cũng là làm lại, làm lại cho nó ngon lành cành đào. Đấy, đây, đó này, đây là làm lại này, dọn dẹp này, tất cả mọi thứ này, sơn tỉa này. Đây, con Civic mua ở Hà Nội, chốt cho một bác ở ấy rồi đây. Đây, hôm trước là nó bị va tí chỗ này, bây giờ kéo nó ra đây. Hôm trước là bị va cái này, nó móp vào tí, giờ kéo ra là anh lại một tí chỗ này. Đấy, đây. Đấy nhá, còn tất cả là không làm cái gì nhiều, xoay đánh bóng lại. Đấy. Đây, con này gần như là sơn quây cả xe. Đây, con Vios đây, Vios muốn đẹp đây. Bả tí rồi như kẻ lở đây. Nó xước một tí cũng phải bả thôi. Đấy, con Vios 2013 số tự động. Đấy, mới các bác để ý thấy được rằng là khi mà ra gara thì nó ra các gara ô tô cũ thì nó đẹp như thế nào. Nhưng mà trước khi thế thì nó kẻ lở như này đây. Đấy. Tất cả những cái chỗ dù bé bọn em vẫn sẽ làm hết. Đây, một tí chỗ này cũng làm này. Cả cái hông này bả này tí này, nó phẳng đét luôn này. Đấy, thấy không? Thực ra thì lúc mua nó chỉ bị hơi kiểu như là cấn một tí thôi, nhưng mà vẫn phải bả cái thứ vào. Cả cái cản sau này. Đấy, cả một con xe hôm các bác xem bọn em mua mới, nó lúc mua nó vẫn đẹp như thế mà bây giờ vào nó trông nhếch nhác như này. Đấy. Này, bẩn thỉu này. Trước khi về nhà chồng là nó sẽ lại đẹp keng xà beng như kiểu các xe ở xong trong showroom luôn nhá. Đấy. Đấy, thế như vậy đây còn mấy con 2 4 5 con. 5 con đang ở đây. Con này dự kiến 24 này. Con này giá dự kiến tầm 360 đời 2013 bản G này. Hai con này thì bán rồi này. Con Civic kiện bán rồi, cái bán hết rồi còn đâu nữa. Thế còn cái gì nữa đâu. Đấy. Đấy, đấy là những cái mà bọn em sẽ phải làm. Ở đây có một cái xưởng như thế này, chuyên gần như là xe, đây là xe của bọn em luôn này. Đấy. Thế chính vì vậy mà em phải chuẩn bị mở một cái xưởng ra để dọn, để đỡ được cái tiền các bạn ạ. Chứ bây giờ cả cái xưởng như này toàn bộ xe của em luôn, kể cả phía đằng trước kia, nguyên cái chỗ phía đằng trước kia cũng đã có hai con bọn em rồi. Đấy, xưởng đằng sau này của bọn em hết nhá. Phía đằng trước này nữa. Phía đằng trước này thì các bác thấy xe, để ý xem thì phía nào có 2, 4, 5, 6 con thì có hai con của bọn em rồi, trong này có 4 con của khách. Đấy. Ở đây thì có rất nhiều những cái dịch vụ về ô tô, ví dụ như là vào đây thì có căn chỉnh này, có thể không? Ở trong kia nó có hai cái mắt hai bên này, dùng để nhận cân độ trụm này. Đấy, cân độ trụm của xe. Rồi thì là kiểm tra gầm, sửa gầm, các thứ là tất cả vật ở khu vực này. Đấy, hoặc là ở bên này cũng thế, ra làm lốp, ra vào lốp, sửa chữa động cơ, máy móc, tất cả mọi thứ là có đầy đủ hết ở trên này. Đấy, đây, cả phần làm động cơ của những dòng xe này cũng có này. Đấy, con xa xa cũng thế này. Đấy. Được. Hả? Anh. Ừ, xe của anh. Làm gì đâu. Đây. Ừ, xe của anh. Để con này là con của khách rồi. Đấy. Con này làm gì đấy? Cân trụ mà em? Con này thay dầu anh ạ. À, đây bà chủ xinh đẹp thế này không ạ? À? Đây chính là bà chủ luôn đấy. Bà chủ rất xinh đẹp luôn, thảo nào đông khách. Rồi. Sáng ra thì cũng không quay được nhiều chi tiết lắm về những cái hạng mục người ta làm. Thế nhưng mà cơ bản thì vẫn chỉ là làm đẹp. Đấy, làm đẹp là kiểu như là như thế nào nhỉ? Nói như nào nhỉ?
có nghĩa là một con xe mua về thì phải làm gì? Cái thứ nhất, xem nó có lỗi gì không. Cái, nếu như mà trường hợp mà xem những cái lỗi nặng, em thắt cái dây an toàn mà xong trên đường đi về vì về nhà còn phải giao cái con kia K3. Nếu như mà mua một con xe thì thường khi mà bị lỗi nặng thì sao? Thì coi như là mình đã biết ngay từ đầu, ví dụ như là động cơ nó kém, ví dụ gầm bệ nó kém, ví dụ như là bị đâm đụng thì bọn em thường là biết luôn từ đầu. Đấy, thường biết luôn từ đầu. Sau đó nếu mà biết những cái như thế rồi, cái nào nó không nặng không mua được thì thôi. Đây, con Karen lại đánh ra đây rồi. Đấy, con Karen đánh ra đây rồi. Tổng chỗ này là đấy, tính ra là 7 con xe là toàn bộ của bọn em hết rồi. Đấy. Thì nếu như mà biết những cái mình biết những cái lỗi mà nó nặng mình không thể mua được thì thôi, mình sẽ không mua. Và nếu như mà mình biết những cái lỗi mà mình khắc phục được, ví dụ như gầm bệ các thứ nó hơi kém thì về thay rotin, thay giảm sóc, rồi thì thay những cái cao su đệm các thứ thì nó khá ngon lành hết. Thế còn chỗ nào nó xấu thì mình phải cho đi làm đẹp. Ví dụ như là nó xước tí nào đấy này, nó móp này, rồi thì là nội thất có chỗ nó không đẹp thì phải khâu lại da này. Đấy, rồi là dọn dẹp nội thất này, khoang máy này, đánh rửa làm sao cho nó thật sạch sẽ đi. Thì lúc đấy mình mới có thể gả được cho người mua. Thì các bác thấy được rằng là vào bất kỳ một cái showroom ô tô cũ nào, dù là cái xe từ đời 2000 lẻ mấy thì nó cũng rất là đẹp, phải nói là rất là đẹp đúng không? Đấy, vậy thì phải làm đẹp như vậy thì mới bán được, chứ không thể để theo kiểu là bôi nhách bôi nhác được. Mà các bác nào theo dõi em thì biết rồi, em chủ yếu là mua xe, chủ yếu gọi là phần lớn là mua xe từ người dân. Đấy, mà chính vì từ người dân ấy thì họ chưa dọn, bọn em về phải mất nhiều thời gian dọn đó các bạn. Thế nên các bác sẽ thấy được rằng là nếu như các bác nào mà gọi điện ngay sau khi có cái video em mua thì thường là giá nó rẻ hơn với những cái xe mà em đã mang về nhà em quay lại, em làm dọn xong rồi em quay lại rồi. Bởi vì sao ạ? Bọn em mất công làm cái đấy, đưa đi làm cái đấy, chi phí rồi thì chi phí thì đương nhiên là người cũng tính về cho khách rồi, nhưng ý là mất công đợi ở đó. Bác nào mua sớm trước khi làm cái việc đấy thì bọn em không bị tồn tiền ở đấy, bán nhanh được đấy, ưu tiên những người mua sớm ở đấy thì sẽ rẻ hơn, nhưng tuy nhiên không nhiều đâu, tầm khoảng 3 đến 5 triệu đồng thôi. Đấy, còn nếu mà em về em lúc đấy mà chưa ai mua mà em về em đăng lên ý, thì mặc định nó sẽ cao hơn đâu đó tầm từ 3 đến 5 triệu. Để làm gì ạ? Để cho khách còn bớt đi là thứ nhất. Để có một chút công hay là một chút tiền tăng lên một chút như thế để nó bù vào cái khoản lãi mà bọn em phải coi như là làm phải trả ngân hàng, lãi vay các thứ linh tinh, phải độn lên đúng không? Rồi thì là công xá anh em nữa, phải trả, phải đi làm nữa, đánh ra đánh vào, rồi thì là đánh đi làm cái nọ làm cái kia, khâu ra khâu với các thứ linh tinh đấy, thì là bọn em thường là phải làm những việc đấy. Đấy rồi, ok, bây giờ em sẽ tiến hành di chuyển về nhà để lát nữa em còn giao con Kia K3 cho khách ở Thái Nguyên. Đấy, chính vì vậy mà thời gian nó không có nhiều, bây giờ là 9 giờ rồi các bác này. Đấy, 9 giờ này. Đấy, xem nó có 2 đồng hồ luôn. Đấy, ok các bác nhé, cảm ơn các bác đã theo dõi clip.